là mọi người hạ Sửu tiếp tục đang dùng cái nạn đây. Bây giờ Sửu sẽ hút cái nạn này thôi, để mọi người nhìn thấy không, nó rất là đã không. Đây, sau khi mọi người hút xong đó, thì nó sẽ như thế này đây ha, và cái lớp ở dưới của mình đó là lớp dưỡng đó. Thì mọi người có thể lấy lau giấy khô hoặc là bông bị trang mọi người chùi được ha. Đây mình sẽ chùi đi cái lớp này, đây mọi người chùi sạch như vậy ha. Mọi người thấy được rằng cái da trên này nó rất là căng bóng hơn cái da trên này mọi người thấy không, tại vì bây giờ ở dưới da của mình nó sẽ có một lớp bóng dưỡng đó, nên rất là tốt cho da ha. Đây nha.